potential contact from Cortana. Negative 117. Another team is already being prepped to deal with her. What the hell? You're to return to Infinity immediately. Negative Infinity. Court-martial all of us, right? Và chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 2 của series Halo 5 nha các bạn. Rồi như lần trước là phần cuối là mình là đang trong vai Master Chief và mình bị rớt từ trên kia xuống đây. Ok, có lẽ chúng ta nên đi tìm đường mới và đi thôi. Đây hết đường đi rồi. Đây có phải là cái đường duy nhất mà mình có thể đi được hiện tại. Death Fair and Wildlife Form. What the fuck? Cái gì? Mình tưởng cái con gì với lúc đầu tưởng là cái gì đó, cái gì không mấy con này. Mấy cây này mình không biết cây này cho lắm, cây này kiểu như bắn burst fire, bắn bài viên đó. Chơi cây này ngon hơn à, chết rồi nè. Đi mấy men rồi. Đây có đường xuống nè. Tối quá, không thấy gì hết. Như phim kinh dị. Cái gì đây? Trời ơi, má coi nè. Đâm chém ghê thật chứ. Con này đứng được người luôn. Bắn đi, bắn đi, bắn đi. Ôi, có con gì kìa. Ôi, chết rồi kìa. Nhanh thiệt. Rồi, rồi. Kelly, Kelly. Ôi, Kelly. Bắn ghê vậy. Cái AI của này mình cái Black Ops 3 cho lắm. Cái Black Ops 3 AI nó khá là thông minh. Còn trong đây thì cái AI nó hơi ngáo đá một tí. Ôi, nãy giờ đứng đó luôn mà mình không thấy luôn. Ghê thật. Mấy này có gì hành giờ có khả năng tàn. Ủa, vẫn chưa chết hả? What the fuck? Ghê vậy. This area is clear. Nhìn cho đây còn mỗi một cái đường này đi thôi chứ đâu nữa. Nói enough something about Meridian. Thật sự là mình chưa chơi cái Halo trước đó. Mình cũng không rõ là sẽ có cái gì và nội dung nó nối tiếp như thế nào. Để mình hỏi em mình thì lấy từng chơi qua Halo Reach rồi Halo 4 cái kiểu. Cho nên có lẽ nó sẽ biết cái nội dung hơn. Và Halo 4 thì mình hồi đó mình cũng có Xbox 360 nhưng mà thật sự là mình không có chơi cái trò này tại nó không hợp với hết đạn mẹ rồi. Bởi cho không hợp cái là hết đạn luôn. Không hợp với cái phong cách chơi của mình cho lắm, chứ là mình không có chơi. What? System lock. I need support. Rồi hơn quá, có con Kelly ghê. Má mình nãy mình để đạp chúng cái gì á. Ô, bắt cái này BD vậy. Má cây kia màu xanh đẹp con chơi này chứ màu hồng, what the fuck. BD vô hồn. Bây giờ không, ồ, mấy cây này nhìn nè. Đồ. Nói công nhận mình cái mấy cái cây này nhìn nó ảo lòi thì ồ nó cầm bom. What the fuck. Mấy con này nó cầm bom cái gì bom nổ đùng cái chết luôn á. Mở ra nè. Mấy con này cầm bom chính xác ra nha. Còn cái cây này thì mình cũng không thích cho lắm. Tại vì nó không có gì đặc sắc với lại nó khó quá, hết đạn nữa rồi. Còn cái gì không ta? Plasma pistol. Sao tàn súng lục bây giờ? À, có vài bạn hỏi là mình tại sao mình không chơi ở lấy cái này đi. Không chơi multiplayer chứ. Thì tất nhiên là nếu mà mình đã làm một cái walkthrough thì mình phải ưu tiên cái phần single hơn. Và mình sẽ chơi single xong hết rồi mình mới thẳng thẳng làm mà. Ôi, con mẹ này, cái gì ghê vậy? Má nó cứ song trên mặt mình á. Ồ, đây. Đồ, bắn cái này mới ghê nè. Nãy thì nói chung là mình nên nghĩ là nên làm single trước thì nó sẽ hay hơn là mình cứ xong vào multi thì có lẽ các bạn sẽ không hiểu được cái cốt truyện và cái hay của tựa game này. Thì biết là vậy nhưng mà mình vẫn ưu tiên cái phần single hơn cái đã rồi tính sau. Bottle rifle.
Kê con súng này nè. Then forget about reaching central control. The plan changes to asset denial. Scuttle the Argent Moon. Thì mình nên cầm súng hơn, cầm cái quần mềm. Same plan as the perpetual devotion. We overload the reactor at evac. Ship explodes, okay. Destroying any ships nearby. Bên đây còn gì nữa không ta? Assault rifle. Hai kẻ đang biết rất khác gì nhau. Đây, chỗ này. Green fire clearance accepted, authorizing entry. Ôi, vô cái khu vừa vật bắn súng rồi đó. Giờ đâu nữa? À, chúng ta phải đợi nó xuống dưới luôn. Nói chung thì nếu được mình sẽ quay mấy cái phần, cái Halo 5 này có cái phần Warzone ủng hết con này. Halo 5 này có phần Warzone khá là hay. Đồ, weapon free. Bắn nó. Đất, hồ mắt cái gì ghê vậy? Weapon freeze. Xài thoải mái mấy đứa ơi, bắn nó đi. Điệp mẹ cháu bò vậy. Sao nãy không nói đi làm mấy cầm mấy cây gì cháu bò hơn để bắn con này. Không phải có cái điểm yếu gì chứ nhỉ? Cái con này nó sao nó cháu quá vậy? Ý mẹ ơi. Ôi. Cháu đến thế là cùng. Ê còn một con nữa, what the fuck? Nó phải có cái điểm yếu gì vậy nhỉ? Thằng bom nó nhẹ rồi. Đó. Không chết là không chết. Rồi thì chứ đã thấy gặp hai con nữa chứ. Ôi. Còn cái gì khác không? Bắn nó đi Kelly. Ủa con kia đâu? Hai con rồi mà. Ê con này gục rồi nè. Ủa con này gục đã biết cách bắn rồi. Bắn càng nhiều càng tốt. Tại mấy con này trâu bò lắm. Mark the target. Đó. Đó né nè thấy không? Rồi nó chuẩn bị hết đạn luôn. Ê, còn một cái rồi đó mà nó cũng hết đạn rồi nè. Nã nhiệt tình vô. Ôi chết mẹ rồi. Hết đạn hết luôn rồi. Kelly. Ai kêu mình xong ra đây dữ vậy? Ôi nó chết rồi kìa. Hunter's down. Còn đạn không? Để mình đi tìm đạn em. Hết đạn hết toàn bộ luôn rồi. Reactor. Đạn ơi đâu rồi? Đây. Giờ chỉ có dùng tay luôn á. All weapon out of ammo. Reactor room is just ahead. I can light this fuse and bolt. Dưới này nó phải có đạn ấy nhỉ? Không có đạn là sao mà chơi ta? Đó, yeah. Vô. Con này còn ai nữa không ta? Á đồ. Target the jackal. Engage the jackal. Quân nó mới được. Bắn nó đi Kelly. Ảnh hết đạn rồi. Vậy đã hết thật. Còn cảm giác không dơ mó tí nào. Hết đạn rồi. Chứ nó chết là có đạn rồi nè. Có súng mà không? Ủa, địch thì đâu mà cầm cái súng BD gì đâu á. Ôi. Cái súng này nó không có cần nạp đạn nhưng mà nó cũng có cái phần trăm. Vừa thấy con đâu đây chạy tốt đằng kia rồi. Ê bày. Đó, rớt hàng. Cuối cùng cũng đã rớt hàng. Storm Rifles. Này cái chắc năng mỗi cây nó có cái lượng đạn nhất định riêng cho nên mỗi lần mình bắn mà hết rồi phải đi lượm cái khác. Chứ không kiểu mà mình có thể lượm đạn được.
rồi, còn con nào nữa không? Đây 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 đây. Thanh niên chạy. Má né quá vậy trên nội. Lỗi các bạn, tại vì dạo này trời nó có vấn đề tí. Đây đây bắn này. Để tìm đường lên á, chỗ dạo này có đường lên nè. Bắn cho dễ, tại nó đứng lên trên hết trơn rồi. Có một cái con vàng vàng biết nhảy à. Nhìn giống con ếch. Đấy, ghê vậy đấy. Ê, nó tới cho mình nè. Ê, 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 bậy 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 thanh niên. Ồ, nó thanh niên có phản lực kìa. Ê, ê, bậy 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 bậy. Nãy mình chọi bom cái chọi phát trúng ngay mặt mình cũng mới ghê chứ. Tụi con gì bắn rác vậy? Cái mẹ mình còn 8%. Rồi. Rồi lại cái súng BD nãy nữa. Vãi súng BD. Nãy con nó bắn rồi. Nãy bắn tết tết luôn, con mới chết á. Ôi 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 ôi. Cái con gì bắn gì ghê vậy? Clear that turret. Tầm lên vuốt nó đi mấy đứa. Rồi rồi. Này nè. Đó. Cái gì heo không? Hả? Bây kia đi. À quên quên, cây này có khả năng bắn liên tục nữa. Giống AK. Nếu mà mình cứ bấm đè liên tục thì nó sẽ bắn liên tục. Đù. Không, cái này nó bắn liên tục mà kiểu như là mình cho càng lâu thì nó càng mạnh thôi. Linh đào uống nó đi. Con này là đó, đúng rồi, bắn nó đi. Nãy giờ nó nhây lắm rồi đó. Cái kia đây. Ồ, nó có súng đạn nè, sao nãy nó mới sớt. Pick up shotgun. Magnum nè, đâu rồi. Plasma pistol, còn cây gì không? Lên mấy đứa ơi, lên lên lên. Ui, thằng này nó có súng xịn nè, đưa cho bố. Chết với anh mày, chết với anh mày. Mày làm sao mà chạy được. Ê, thử dao coi. Buồn quá, dao xài đái vậy. Mà nó hơi nhanh quá, phải cho. Còn mém nó Kelly chết, mà mỗi lần Kelly xong lên là con như mém chết không à. Còn ai nữa không? Ê, hai cái súng bình 10 có thể đâu rồi ta. Đây đây, cái này, cái này. Ờ, đi đâu nữa ta? À đây, reactor control. Đù. Rồi đừng nói boss xuất hiện nha. Got it. Reactor's overloading. Move for the hell away. Này giờ bắn khá là ghê rồi đó. Mà containment. The station going to try cool reactor safe protocol. Where? Stop that. Board the reactor. Vẫn chưa thấy chỉ thị gì hết. It's being moved. Chắc là đi hướng này. Ông cái này chỗ này là chứa đồ thôi. Shotgun đi. Không mà nói với cái cây này cho lắm nha. Thôi mình cầm cái này đi. Mình có nè. Đợi tao với. Đấy, kiểu như mình sắp teleport hay sao. Farm and reactor before the station is checked. À nó sắp tống cái thứ này ra khỏi chỗ này rồi. Nồi sữa chan toàn nó mấy đứa. The safety systems are set to pump coolant to the reactor. What the fuck? Kelly, Linda, Frederick. Còn đứa nào tên men hơn tí không ta? Chuẩn bị nha. Sắp bắn rồi đó. Đồ cái tay cầm nó cứ run run ghê thế đéo nào.
How do we stop it? There are sheds located on either side of the cooling chamber. Ê, nhìn đã mà. Đù, nhìn kìa. Đù, đù, nhìn đã vậy. Giống cuộc chiến giữa cái ngân hà Guardian of the Galaxy. Giống hoặc giống Star Wars ấy kiểu. Vậy đâu đây? Ủa sao nó chỉ hai cái là sao? Venting control. The fuck. Đứng yên mà bắn coi. I need support. Cái đéo gì bắn gì ghê vậy? Tàu hả? Trời má tàu. Nãy tàu nó cái nãy giờ mình làm mém chết luôn á. Bắn đi mấy đứa. Chết rồi kìa, chết rồi kìa. Đó đó đó, mém chết, mém chết. Ui con này chưa chết nữa. Cái con này bắn rác thì công nhận rác thiệt luôn á. Rửa thấy cái tàu gì mini đâu đây xuất hiện rồi. Làm sao bắn anh mày được. Đâu còn nào nữa không? Chúng ta sắp tới cái venting control này nè. Đây 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 đây. Có cái cửa rồi. Đó, phá cửa xong vào. Hay quá. Bấm nút rồi bấm nút khí thế luôn. Mặc dù không biết là lỗ nút gì mà bấm khí thế luôn. Đó đi, đó, hết đạn rồi. Bắt đầu, một đống luôn. Gì đây? Ồ, phải cái rocket launcher. Eliminate the targets from the team. Grab banshees. We can target the pipes more easily from the air. Ê, cái gì? Reinforcements inbound. We're sending phantoms. Ê, đi từ từ đi. Giờ này có cái rocket launcher. Bắn bắn chết mẹ này em được. Đó, trúng liền. Xin lại cho súng rồi. Ơi, má cái tàu. Ủa, nó bảo là mình phải phá cái này hay sao ta? Hình như chắc vậy. Ôi má tàu gì kia vậy? Sao đông quá vậy? Mình còn có hai viên nữa đó. Hay được một cái đó. Ồ, Blood Banshee được nè. Ồ, ồ. Ơ má nó né, what the fuck? Đã hết đạn gặp cái eo nữa đinh này. Đó, quá đẹp. Còn đạn không ta? Như đạn còn nhiều lắm. Ủa, hết rồi, hết đạn thôi. Đinh. Ý, cái gì? Hết hồn, hết hồn. Hết đạn rồi, hết đạn rồi. Biết này cái phá nổi cái đó không? Ù, nổi chứ. Ê, bậy. Nó bị che lại rồi. Đó, lên đi em. Lên. Đúng rồi, lên. Trời má đừng bắn tao nữa coi. Tao đang tập trung vào chuyên môn. Bắn nó giùm anh này đi, anh xử lý cái này ra. Ven đâu? Ờ đó, biết ngay. Đó. Ê, bay. Phá thì được gần hết rồi, nhưng mà nó cứ bắn mình hoài. Né mấy cái máy bay đi. Thế mệt ghê á. Rồi, lại cái này. Cái ven dưới này. Ôi, nghĩ sao vậy chứ? Gì vậy? Đâu? À, nó ngay trên đầu mình luôn, rồi đái thật. Ôi, bay.
Đừng có đóng thanh nó coi. Ê, ồ, cái gì mà hụt? What the fuck? Banshees aren't fast enough to get clear of the reactor explosion. Explosion. Giờ đâu nữa? Kelly đâu rồi, mọi người đâu hết rồi. Ôi, ôi, mọi người đâu hết rồi, sao bỏ anh một mình đi. Frederick, find a place, hang a bay. We're taking Brawler. Hang a bay, ủa gì sai vậy? Sao nó không nói? Đi chạy đi tới luôn. Chạy đi mấy đứa ơi, chạy đi. Làm sao đi qua bên đó nè? Biết nhảy xuống đây được không ta? Đệt, làm đại pha coi. Đệt, được lắm mấy đứa ơi, đi mấy đứa ơi, lên. Má, không ngờ luôn á. Đừng có bắn nữa, coi. What the fuck? No. Yeah, vô tới bên trong mà mừng quá. Ê, 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 má tím. Tím còn kẹt tới bên kia kìa. Rồi, giờ sao đây? Chắc là mình đi một mình chắc được. Không biết còn tím nó tự động, chắc nó tự động nó tự qua. Không biết được không nữa. Mà mong là chắc không sao đâu. Nãy thấy nó tự động xuất hiện đây là được rồi. More Covenant. Mình anh chấp hết. Đây đây, chúng ta đã tới cái cổng đó rồi. Mở ra đi. Chúng ta cần thấy chứ, vừa nói cái team xuất hiện kìa. Giỏi giỏi, team giỏi lắm. Headshot. Ê, thanh niên đâu ra vậy? Mẹ, hết đạn luôn chứ. Ê, mấy thanh niên biết bay, what the fuck? Bắn nó. Engage the jackal. Ê, có đạn này nè. Ôi, đạn còn nhiều lắm mấy đứa ơi, bắn thoải mái đi. Đù, mẹ coi nè. Nghĩ sao vậy? Đừng có đùi với shotgun nhé. Shotgun for the win. Đâu đâu còn ai nữa không? Locate objective. Đây đây đây, launch control đặt đây. Lên cái máy ơi. Rồi 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 rồi. Kelly làm gì dưới này mà ghê vậy? Cái gì đâu mà mỗi lần cái đứa mà gục nhiều nhất là đứa Kelly á, mà mỗi nãy giờ nó gục 2-3 lần rồi, nói em mình á, hai đứa cay đeo. What the fuck? Linda lại đây cứu anh. Ồ, mới có Frederick nè. Đúng rồi. Má vừa mới gặp kia chửi cho phát bất tỉnh luôn. Đệt nè. Đâu mày đó. Bắn anh mày. Anh mày ngán đứa nào đâm sau lưng chiến sĩ lắm nha. Trong khi anh đang đi giải cứu bồ anh mày. Ê, nó ra đâu kìa. Bậy, hết máu hết đó. Đù mẹ. Nãy mà mình muốn cầm cái cây này luôn mới ghê. Railgun, what the fuck, railgun. Ủa mở railgun. Hay. Ê cái này vui nè, railgun. Đù. Hunter, cái này phải dành cho Hunter đúng rồi nè. Cái đờ. Cái đệt. Đó, phải vậy chứ. Mấy con Hunter phải dùng mấy cây như thế này. What the fuck? I'm down. I need a hand. Kelly, đây, cứu anh. Công nhận cái này mà bắn một mình thì chắc bắn không nổi thiệt chứ. Đó, trời má ba viên rồi con chết ngay. Không thích cái này rồi đó.
cái cây này phải chừa cho thằng thằng đó. Bắn đi. Ê, cái gì đéo gì vậy? Má đang bán ngon làm tụt xuống dưới đây, what the fuck? Lên 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 lên. Ê, trên đầu rồi, trên đầu, 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 đầu. Hết đạn, từ từ để đi lụm đạn. Cái đã. Ôi mẹ ơi. Biết có shotgun. Có shotgun nè. Frederick gục rồi. Vậy thanh niên ơi, vậy đi, vậy đi, vậy đi. Ôi. Bắn đi rồi đúng không? Mày nhìn nữa. Thế ngày nay mình đem cái canon này cũng hay chứ. Có cái để xài bây giờ đó, tới lúc được phải xài rồi. Ôi. Lên em ơi. Nói chung cây nào mình cũng muốn để dành cho cây con kia. Let's verify xong đây con. Ủa cô là sao rồi? Vẫn chưa chết. Vẫn chưa chết. What the fuck? Con này OB vậy. Còn có mấy viên đó, hết rồi. Những viên cuối cùng. 4 viên cuối cùng. Ở đây chết rồi nè. Địt con mẹ mày. Á đù né ghê vậy, cái con này né vãi lồn thiệt chứ. Đù đó. Rồi giờ lấy súng này bắn nè. Cái con linh tinh này vẫn còn một đống luôn nè. Ê. Ủa anh này, ủa mình tưởng nó là bồ. Ai ngờ là địch. Với cái đáy. Tại nó cao cao, mình tưởng là bồ. What? I'm down. Give me a hand. Nó không nhận không biết sao chứ mình gục mấy lần luôn. Mày muốn ăn railgun à? Này thì đùa với bố, mày muốn ăn railgun. Thanh niên bình thường không muốn ăn railgun. Đâu rồi? Mình cũng rung rồi vậy trời. Brawler is ready. Brawler cái gì vậy? Clear. Time, Linda. 89 seconds. Sierra 117 to Infinity. Argent Moon scuttled. I've reassigned Blue Team. Destination Meridian. Potential contact from Cortana. Negative 117. Another team is already being prepped to deal with her. What the hell? You're to return to Infinity immediately. Negative Infinity. I don't like it. Whoever they are, let's get to Meridian before they do. Kelly, no. No need to do this by yourself, Chief. Court-martial all of us, right? This was happening.
Cortana is no longer an asset, Captain. She is a danger. She has access to the Forerunner domain, a galaxy-spanning network. Cortana's alive? That allows her to control whatever devices caused this damage. How is she? Master Chief believes she contacted him. What? No. John must not speak to her. He's gone in search of her. You let him go? How is Nobody it Nobody lets the Chief do anything. He does what he wants. Until 0631 this morning, when he was declared absent without leave. This isn't about the Master John Chief. John is not equipped emotionally to deal with her as a threat. Hey! Is anyone gonna answer me? You're out of line, Roland. Yes, sir. But so is everyone else. You created Cortana, Doc. And now you're throwing her out the airlock with these accusations. Roland. You think she tricked the Master Chief into abandoning his post? Respectfully, sir, to what end? Why is Cortana the problem? Because she refused to die when she was supposed to? You're okay with this? Not just another target, you know. Every target is just another target, Buck. Yeah. For you, maybe. Man, I love being an ODST. Just point and shoot. None of this gray area BS. I mean, how are we even supposed to bring them in? Ask politely? No. The hell? Armor restraint. Short circuit their suit systems. The lock. Every other Spartan, every soldier, when they hear about this, they're gonna hate us. You know that, right? You're not the only one here because of him. Và tạm thời có lẽ mình sẽ dừng ngay tại đây. Và mình sẽ làm tiếp trong phần 3 tiếp theo. Là cái vụ tiếp theo. Ừ, cái vụ này đẹp thiệt. Nhìn áo vải nồi. Và nếu các bạn nào thích cái video clip này, hãy cho mình biết trong phần comment phía dưới là các bạn muốn coi thêm hay gì đó. Và nếu các bạn nào thích thì bấm like và subscribe. Và mình sẽ cố gắng làm dài hơn có thể.